Còn phải làm bao lâu nữa, tôi còn phải đi dự vũ hội đó. Cô à, phải chờ lấy hết lời khai của tất cả mọi người, bên khoa giám chứng làm việc xong cô mới được đi. Nếu cô muốn hợp tác với phía cảnh sát, tôi nghĩ tốt nhất cô nên hủy bỏ cuộc hẹn đi. Dấu bưu điện của bức thư là được gửi từ bưu điện Trung Hoàng, không có gì đặc biệt. Ngoài cửa và thùng thư tôi đã quét rồi, ngoại trừ người trong nhà, không có dấu tay của bất cứ nhân vật nào khả nghi. Ông Trắc, tôi muốn hỏi gần đây ông và vợ ông có xúc phạm với ai không? Vô lý lắm. Cuộc sống của tôi và Linh xưa nay rất đơn giản, cũng rất ít ra ngoài giao thiệp, chắc không xúc phạm ai cả. Nhưng mà trong bức thư có đề cập vợ ông từng làm gái điếm. Trác Chí Thành, tôi có tấm hình Phương Diệu Linh, vợ yêu dấu của ông, làm gái điếm. Nếu ông thật sự yêu vợ của ông lại không muốn công khai tấm hình này, hãy chuẩn bị 10 triệu. Sao lại viết như vậy chứ? Thật vô lý. Tại sao vợ tôi có thể chụp loại hình này chứ? Nhưng trong thư viết rõ, kẻ này có phim nên tống tiền ông 10 triệu. Nè, tôi đã nói tôi rất tin tưởng vợ tôi. Tôi cũng hy vọng mấy người tôn trọng cổ. Báo cảnh sát chỉ là thủ tục theo lệ. Thực chất tôi không tin trong tay tên tống tiền này có một tấm hình như vậy. Ông Trác, đừng có tức giận quá. Có lẽ chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó. À, xin lỗi nha sếp Hà. Có thể cho tôi đọc bức thư không? Cảm ơn. Theo tôi thấy bức thư này không giống như là một trò đùa ác ý. Herman, anh đọc được điều gì? Nè, cô nhìn coi. Nét chữ nghiêng về phía bên phải, có lẽ là người cầm viết tay trái. Còn nữa, nét chữ viết cẩu thả rất thô kệch, người này là đàn ông. Cô coi chữ thật nè, thiếu đi một nét, có nghĩa trình độ văn hóa của người này không cao lắm. Giả lại lực viết có một chữ không cân bằng, người này rất nông nổi. Cô nhìn coi nét chữ, có góc nhọn, hắn có khuynh hướng phạm tội. Từ mấy chữ mà có thể nhận xét nhiều điều như vậy sao? Chẳng qua tôi chỉ phân tích từ góc độ tâm lý học rất đơn giản, chưa chắc là chính xác. Hy vọng có thể giúp được sếp. Cảm ơn nhiều. Đừng có sao. Chị Mon, làm phiền đem về sở xét nghiệm để xét nghiệm coi có manh mối gì mới hay không. Yes sir. Ông Trác à, bất kể chuyện này là thật hay là giả, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Cho nên chúng tôi hy vọng có thể gắn máy nghe lén tất cả điện thoại trong nhà của ông. Không biết có thể được hay không. Ok, không thành vấn đề. Sao lại không thành vấn đề chứ? Vì em và bạn nói chuyện điện thoại ai cũng nghe được hết rồi. Lỡ như chuyện ra ngoài thì tính sao đây? Nè, cô yên tâm đi. Nội dung cuộc nói chuyện chúng tôi sẽ giữ bí mật. Ông Trác à, xảy ra chuyện như vậy, về việc viết cuốn tự truyện, tôi nghĩ làm sao ta chuyện này rồi hẳn tính. Tôi thấy tạm thời chắc không đem số thư tình này về. Cô Cao à, tôi đã nói rồi, tôi rất tin tưởng vợ tôi. Tôi nghĩ cuốn tự truyện có thể tiếp tục viết, không thành vấn đề. Ông Trác, thư tình này là của ông và vợ ông à? Phải. Có thể cho tôi đọc được không? Xin lỗi nha, không được. Đây là đời tư của tôi không muốn công khai cho quá nhiều người đọc. Bởi vì nội dung trong thư có lẽ sẽ giúp ích cho chúng tôi trong vụ án này. Ông có thể yên tâm. Tôi bảo đảm chỉ có một mình tôi đọc, tôi sẽ không công khai nội dung. Ok. Hy vọng số thư này có thể giúp sếp bắt kẻ vu khống vợ tôi. Má, kiểm tra được gì? Trên bức thư chỉ có dấu tay của Trác Chí Thành, tài xế của ổng và nhân viên bưu điện. Không hề có bất cứ mẫu nước bọt nào. Còn về giấy viết thư, nhà sách khắp nơi đều có bán. Bút nguyên tử cũng là loại má thường dùng. Con có lấy một cây không? Nè. Cô ra tạm thời chưa có manh mối gì. Chỉ biết dùng tay trái viết. Nói ra mới nói, Herman cũng giỏi thật. Chỉ phân tích sơ mà có thể biết được nhiều điều như vậy. Dĩ nhiên giỏi rồi, là chuyên gia tâm lý học mà. Nếu không làm sao mà làm thần tượng của má. Nếu nói thần tượng của má, lúc nào cũng là monitor. Trời ơi, chắc là phải đến morning quá. Tối nay phải đọc hết số thư tình, chắc là phải đến sáng ngày mai luôn. Trời ơi, thật là vất vả cho con trai quá. Phải rồi, nếu không làm sao làm thần tượng của má. Vậy sao? Alo. Alo, nói chuyện đi. Hà Lớn à, có chuyện gì? Hả? Hà nhỏ hả? Dạ phải đó. Rồi tôi có chuyện gì? Không. Trời ơi, bấm lộn số rồi, không có gì. Cho em nói với. Đừng có phá mà. Hà Lớn à, nè nó, nè, cho em nói chuyện đi. Chỉ nói một lát thôi mà, việc. Không có phiền anh lâu đâu. Đang làm cái gì? Hà Lớn, làm ơn. Tại sao có mà tiếng nói của phụ nữ? Hà Lớn, cho em nói chuyện về câu đã đi. Đã kêu đừng có phá mà. Thôi mà làm hả, ông thật là quá đáng. Ông có nghĩ đến vợ và con ông ở nhà hay không? Con ra ngoài lăng nhăng làm gì vậy? Một lần thôi mà.
nè. À nhỏ. Cho em nói chuyện đi. Đã kêu em đừng có phá mà. Cho em nghe với. Đâu 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 đâu, nghe nghe. Alo, alo. Alo. Ý, điện thoại đâu có nghe được đâu. Anh gạt người ta. Ông Trác, phiền ông ký tên vào đây. Sao? Có tên gì mới? Vừa mới nhận được thư tống tiền, bức thư thứ hai trong thùng thư của ông Trác. Hơn nữa trong thư còn có một tấm hình. Cô ra vừa này có thật đó. Morning sir, giống như lần trước vậy. Bức thư gửi từ bưu điện Trung Hoàng, không có gì đặc biệt. Đã hỏi người nhà của ông Trác rồi, không có nhân vật khả nghi nào đi ngang. Ghi âm điện thoại cũng không có khả nghi. Ông Trác à, gần đây có người nào đặc biệt liên lạc với ông không? Không có. Không có bất cứ ai liên lạc với tôi. Tại sao cô lại gạt tôi làm những chuyện này, còn bị người ta chụp hình nữa. Ông Trác yên tâm đi, chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra người này. Lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Thưa Thanh, nhờ ai đưa ông Trác ra ngoài vô. Ông Trác mời bên này. Mời. Lại lên. Nói. Tôi nói trước, tôi khẳng định Phương Diệu Linh từng làm gái. Chung cư Thập Niên 80. Phải, tôi khẳng định anh từng đi trước đây, anh tự cho là trường phái Tuấn phong lưu mà. Tôi khẳng định chắc là tối nay khuya lắm mấy người mới được về nhà. Chị Mon, có nhận xét gì? Nhận xét ban đầu, giấy địch tráng phim và hình ảnh trong tấm hình rất thô, rất giống kỹ thuật tráng rọi Thập Niên 80. Tấm hình này không thể là ngụy tạo được. Trong tấm hình có một người đàn ông bên cạnh, diện mạo rất là mờ, nhìn không rõ mặt ổng. Còn nữa, trên tay người phụ nữ này còn xà lách. Hả, thật ra có cách nào nhìn rõ diện mạo người đàn ông đó? Không chừng tên háo sắc này có liên quan đến vụ án này đó. Phải đó, chị Mon à. Chị Mon. Hả, được rồi, xét nghiệm hình phải không? Muốn coi diện mạo của người đàn ông này có cách mà. Có phải má không khỏe không? Con nhờ người khác làm nghe. Đâu có, má không sao. Tấm hình sau khi ngâm nước thuốc không có biến dạng. Tấm hình này là thật chứ không phải là giả. Vậy người đàn ông trong tấm hình... Sắp được rồi. Là ổng. Má. Chị Mo, xin nhận chị Mo. Cầu nguyện, chị Mo cầu nguyện trước đi. Chị mong chúc chị năm nào cũng có ngày này. Sao độc ác quá vậy, trùng người ta sinh nhật cũng đi làm luôn. Sinh nhật đi làm không tốt sao? Ít ra có thật nhiều người mừng cho mình chứ. Chị Mon à, hôm nay sinh nhật của chị, bắt chị đi làm vất vả cho chị quá. Cái bánh kem này là sếp đỉnh mua đó, hiếm thấy lắm phải không? Dĩ nhiên mua rồi, biết sinh nhật của chị Mon nên tôi đi làm thôi. Cảm ơn nhiều. Sếp đỉnh à, bộ không phải sếp chị muốn biết tình hình dự án nên mới đi làm sao? Không phải đó, cũng vậy thôi. À phải chị Mon à, nghe nói ông Trác nhận được tấm hình tống tiền, sẽ kịp xong chưa? Gần xong rồi phải không? À phải đó, phải đó. Ở đâu rồi? Ờ, tấm hình không có gì đặc biệt hết. Vậy sao? Trong hình có một người đàn ông mà, có biết là ai chưa? Người đàn ông trong hình không có liên quan gì đến tấm hình. Vậy hả? Có biết đó là ai không vậy? Phải đó, phải đó. Không liên quan thì không cần biết phải không? Cho chúng tôi biết đi. Mà ý, có hình coi, có hình coi. Mọi người tự coi đi. Ý, người này là sếp Hà Lớn mà.